Mừng đón Chúa Xuân về khắp nơi, ngàn tiếng ca vang bốn phương trời, ngàn hoa hé môi tươi cười, đàn chim líu lo yêu đời, cùng mừng xuân mới. Làn gió mơn man vờn cánh hoa, đàn bướm bay trong nắng chan hòa, bầy em bé đang nô đùa cùng thôn nữ đang mơ màng đời như nở hoa. Chúng ta mừng xuân mới đến cho lòng phơi phới, trong nắng xuân ta đắm say câu ước nguyện, xin Chúa Xuân đem thắm tươi cho ngàn năm. Trời thắm gieo muôn ngàn ý thơ, rừng núi say trong khúc giao mùa, tinh xuân ngát trên môi cười, đang xuân nắng cũng yêu đời, xuân ngát niềm vui. Ông canh ông ngoại với tí hay là vừa? À, lấy coi. Canh ông ngoại với tí thôi. Chụp cái cây này gặp đưa tay luôn nữa. Đó, đó trời. Dạ, lòng gắn vô xem. Ở bên tí nha, ở đây, bên đây là tí kìa. Từ từ. Rồi đó, tao vô đây. Rồi, nhắn đây, nhắn đây. Trời ơi, thấy ông ngoại, ông có đồ ngoại không vậy? Này, chị Dân không thấy nè. Ông ngoại. Rồi, đó. Đây nè, đây nè. Cái bên góc này thiếu ai á ơi. Đâu ai đâu rồi. Đó, đâu. Đó, đâu. Chạy qua làm bài. Ok ok lại. Con đại diện cho mấy đứa nhỏ chúc mừng năm mới dồi dào sức khỏe, mọi công việc đều suôn sẻ, vạn sự như ý, vạn vô ký ký. Trời ơi, bây giờ mới thấy con nào chưa nghe được mọi con nói đi, chúc lại vạn sự như ý, vạn vô ký ký. Như có người mọi đó, như có người mỗi tháng. Hôm nay là ngày mùng 3 Tết. Tất cả gia đình của thành viên của Phạm Gia đã có mặt tại nhà của anh Cẩm và chị Năm. Hôm nay chúng ta sẽ có vòng thi, bởi vì đây là năm Đinh Dậu. Do đó chúng ta có một vòng thi liên quan tới con gà. Và vòng thi có tên đó là gà đẻ trứng vàng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ điểm danh từ số 0 cho đến hết nha. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nha. Rồi đếm đi. 5 1 2 3 4 3, 9, 10, 10, rồi bên đây, không đây, không, 5, 5, 5, 6, 7, rồi 7, xin mời những người nào có số
2017 bước ra phía trước. 2017 kìa. Cường tham gia đi. Rồi Cường tham gia đi. Ba người, ba người. Ba người. Thân đỡ tiền, thân đỡ tiền. Đau đâu? Đầu đúng thời điểm. Đau cường đâu? Đau rồi, chưa, từ từ. Rồi, tất cả đeo vô bụng và buộc ra phía sau lưng như nè, ngay trên cái thắt eo mình như nè, đó. Đó. Sao? Đó. Qua. Đứng nhiệm vụ của chúng ta là khi nghe nghe nhợ mở nhạc lên là chúng ta phải nhảy thế này nè, nhảy cho chừng nào ba cái trứng vàng nó rớt xuống đó là chúng ta đẻ được trứng vàng. À, rồi đội nào rớt hết trứng trước nhảy đủ cái này luôn rồi sao, đội hết trứng trước á là sẽ thắng nha. Không nhớ ngoài nhảy hết, nhảy rớt hết ba cái trứng này trước trước thì thắng. Rồi con nhảy rớt ở ngoài luôn. Rồi sẵn sàng chưa? 1, 2, 3 mở nhạc. Lắc nhạc đây, mở nhạc đây, giơ tay chị Dân á, giơ bên tay trái lên á. Giờ tay trái. Đó, hạ tóc xuống. Mẹ đưa mặt qua xíu nè. Ok. Lucy đâu rồi? Trời ơi, phải gặn đẻ về gần. Cố lên nè. 1, 2, 3 Yeah. Bên đây thể hiện ra, này thể hiện ra. Đội đã đạt giải trong kỳ thi này đó là đội màu xanh. Và đội màu vàng đã thua 2 lần luôn với số điểm là 5 điểm. Bài Tết 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 một lần nữa là Happy New Year và anh cầm máy bắn nha. 2, 2, 3 Tết đến rồi, Tết đến rồi, Tết đến trong tim mọi người.
mới rất là sầm uất, và trước nhà có một căn nhà mới, và nhà này cũng rất là mới luôn. Vỗ tay cho nhà mới đi. Và bây giờ chúng ta sẽ qua một phần thi gọi là phần thi lô tô lô chén. Cái cách chơi nó sẽ giống như chơi lô tô nhưng mà nó sẽ khó hơn một tí xíu. Và bây giờ sẽ mời hai đội chúng ta sẽ ngồi xuống. Lô tô của mình là thay vì bình thường là một dãy ngang mình có 6 số hay 5 số gì đó đúng không? Là mình sẽ kinh. Nhưng bây giờ là chúng ta sẽ có 2, 4, 6, 8, 8 cái ô. Nếu người nào đủ trước 8 cái ô đó, bất cứ thành viên nào cũng sẽ có kinh. Do đó là bây giờ mỗi người bỏ ra bao gì đó? Lì xì. Mỗi người 20 nghìn. Người nào kinh sẽ thắng. Vô. Có tạo mở mà. Không tới đội hết. Còn đội là có cái phần khác nữa. Thứ nhất là phát mỗi người một tờ trước đi. Ai đúng lại là ăn cái anh ruột. Lửa đánh là trúng kèm mà. Ấp lại. Đủ chưa? Mình đã đủ chưa? Ủa, thấy gì bà? Đây, thêm tờ. Đây, đủ chưa? Lấy tờ mình làm gì? Đâm được hả? Đúng rồi. Rồi, bây giờ cách chơi như thế này. Là về cá nhân, nếu ai có đúng hết tất cả là cái hình và chữ ở trong đây thì người đó sẽ hô lên là kinh. Còn về tập thể là như thế này, chúng ta sẽ hô lô tô luôn. Lần đầu tiên là chúng ta sẽ được bóc một con số trong đây. Ví dụ như đội bên màu xanh bắt cái chữ hoa hồng thì người đội này sẽ hát là con mấy gì đây, cái ra có mấy con mấy gì đây, hát một bài hát nào phải có chữ hoa hồng ở trong đó. Nếu bên đây không hát được chữ hoa hồng là bên đây sẽ thua 2 điểm. Và bên đây nếu hát được cái bài có chữ hoa hồng thì bên đây sẽ có 4 điểm. Được chưa? Cộng vô 4 điểm. Đó là như vậy. Có nghĩa là thi ha, thi. Là nó cái số hoa 10 giờ thì Trâm phải hát bài hoa 10 giờ.
đúng rồi đúng rồi, ví dụ như vậy. Rồi dẫn cho ta rồi cá nhân là để ca là đó, để ca rồi chơi là vũ để ca đó, chơi là tập thể là ca, còn cá nhân là vẫn trúng kênh nha. Nói chung ca là bên đây số một đấy em. Ừ khác ông đại ca được chơi đi. Quan trọng là nếu chúng ta nghe ví dụ như đầu tiên mời một thành viên của đội bên màu xanh bốc thăm, thì đội màu xanh bốc ra mở ra chúng bài hoa 10 giờ thì đội màu xanh hát là có mấy cờ ra có mấy con mấy cờ ra rồi hát cái bài hoa 10 giờ. Đúng rồi, thì tất cả các thành viên ai có hoa 10 giờ thì lấy cái tâm đâm chọt vô hoa 10 giờ, tại vì con số này là của cả hai bên luôn. Rồi chúng ta hiểu rõ chưa? Rồi ví dụ thử nha, ví dụ như đội bên đây bốc lên là chị Năm bốc lên là con số là có chữ con voi, thì bên đây cái nhỏ nhiệm vụ này cả tập thể phát cái câu là con gì con mấy gì đây cái đó con mấy gì đây thì rồi sau đó hát cái bài hát có con voi, thì tất cả các thành viên hai đội luôn hãy ai có con voi thì lấy cái cây tâm chọt vô hình con voi của mình, do đó là sổ số là cá nhân, còn cách hô sổ số là tập thể. Rồi ưu tiên cho bóc trước. Việc đầu tiên là sau khi bóc lên là 1, 2, 3 là con máy cờ ra con máy liền nha, chứ không có nên suy nghĩ lâu nha, nếu mà suy nghĩ lâu là đó nó thua luôn đó. Rồi bóc tam giác trước. Rồi tam giác trong đội có quyền liền ca luôn hả, ca hết luôn hả, đội nha. Ấy qua gì con mấy gì đây, gì đây mấy gì đây con mấy gì đây mic có chưa, mic có chưa, đây trời ơi Cường hát, cậu Tư hát, Dân hát, rồi tam giác có hội chứ sao, rồi bóc tam giác vô đây, con mây chưa ra rồi, lên lên một hai ba cậu ra cái máy lên, con mây gì đây. Rồi ai có hai muốn biển muốn kim vô. Rồi được chưa? Rồi cho bên đây. Hình vuông, hình vuông. Hình vuông. Ra con thấy con mấy gì đây? Con bướm xanh, con bướm xanh, con bướm xa xanh. Chúng ta bấm hồng trời, 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 bấm hồng trời
đồi hoa xiêm ơi, những đồi hoa xiêm tiếng chiều hoa niềm tiếc. Hoa xiêm, hoa xiêm, hoa xiêm, hai đĩa cho bạn màu xanh, hoa xiêm. Bây giờ hoa xiêm ai thông báo thì dân mới vô câu đầu tiên phải không? Còn hết, còn hết.
con lấy đâm con rộng cũng được đó. Rồi ok, ba chữ ra con mấy gì đây, hai ba con mấy gì đây, con mấy gì đây, con mấy con mấy gì đây, con gió nuôi cha sang vô trên mai trời không qua ngày lẻ loi bình rồi xin rồi đội màu xanh bắt tàu giác xạo đi chuẩn bị chưa mimosa từ đầu em đến Con mấy vậy đây?
ơi, nó con gì, nó con gì? Ok. Con cũng biết con này nó con gì nữa. Tam giác, tam giác. Tam giác, tam giác. Con nay gì đây? Hôm chia tay chiều chú nhìn anh bao gần từng sao anh đêm hai một nụ hoa xinh xinh màu tím tím anh cài lên mái tóc hiện đó là qua 10 giờ. Rồi hẹn tuần sau. Con này là vô liền thôi. Đây đây em. Đây. Rồi bóp đi. Vô thành vô. Vô con. Vô con này con lại con cái con này. Rồi bóp đi. Hôm nay tao hứa nhóc cho người kìa. Nhóc đây rồi. Tờ này không đổi quá. Có 5 tờ luôn á. Có 5 tờ luôn á. Có 5 tờ luôn á. Cái gì nghe vậy? Ừ. Chê chứ. Chê chê. Không, cái này cá nhân mà. Thầy chê cá nhân. Ừ, sao mà đồng đội khác. Cái này nó giống bác sĩ luôn. Rồi, từ đây 5 người. 6, 6, 6. Rồi, đi tết đi. 400, 400. Thôi, bây giờ bạn này quầy đi. Rưỡi. Có chân. Ủa đây, đúng rồi, 150. 150. Đấy, chốt trời, kêu tiếp đi cậu. Kêu tiếp đâu, kêu tiếp. Ủa tiếp đâu, còn ấy nè. Cái này mấy cá nhân mà, còn cá nhân không vậy? Phải chưa kìa. Ê, còn con heo luôn vậy. 75 ngàn. Ta kinh rồi thôi chứ đâu có hàng nữa. Kinh rồi, 75 ngàn. À, 75 ngàn. Kinh rồi thì thôi. Đoạn này hát đường bài là được 2 điểm, kinh rồi thôi, đoạn này được 2 điểm. Còn vui vui hát đó. Rồi, bây giờ có 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Được chưa đây? Phải không? 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 Anh cho em một đóa quỳnh, quỳnh thơm hay môi em thơm. Ta mang cho em một chút sắc hương. Lục kinh chiều yên. Ba quỳnh còn hai điểm, hai chia sáu người đúng không? Ba quỳnh. Ê ê, mình nói quỳnh chi nữa vậy? Còn mấy gì đây? Con rồng. Dòng máu lạc hồng, muôn nghìn năm. Dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình, nơi rộng sống lạc hồng sống rồng tiên. Em ăn bài nữa nè, thùng thình trong một ngày bài lên 80 con rồng, thình là rồng đúng không? Đúng không? Thình thình này, thình nó có được bác mà nội ơi. Ai rồi? Đủ rồi. Nè. Mà còn nữa đâu giờ. Thôi rồi, thôi rồi. Được, mọi người nghe nè. 2 3 Di bay, di bay, di bay. Dạ, khoan. Ở trong đây ghi là con heo chứ không phải là con heo đất. Trời đẹp, trời đẹp. Đúng không? Con heo mà. Con heo mà. Con heo mà. Cái đó bên đây là phát bài con heo đi mới được điểm. Ủa thắng lại con heo đi. Bà chị bảy hát con heo rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, sao tự nhiên lại lên. Trời ơi, nghe con heo, nghe con heo, nghe con heo. Con heo, nghe con heo. Con heo, nghe con heo.
con heo con lợn nó đi chịu đẻ. Điểm bây giờ là có 400 mà chúng ta có mấy người? 6 người. 7 người 65. 7 người mà. 1 người 65.000. Thôi tôi thấy đưa lại 20 lại đi cho. 65 chi rồi. 6 người đúng không? Không có 6 người à. Thì mày đâu vậy? Rồi giờ trả lại người 20 lại. Ai đây chia cho. Nó vui đó mà. 1 2 3 4 5. Đây, người đầu tiên kênh đâu? Đây. 1 đầu tiên. 1 2 3. Có chị có ai vợ? Có vô không? Có. Đây nè. Đây là 60 à. 60. Còn người 65 chưa? 62 rồi. 60 rồi. 50 nghe. 40 vậy. Ừ, sao 90 vậy? Này 50. Vì nó nằm ở trong dưới 50 kìa. Rất có nào cái sao dạ, cậu kiếm 400 thôi đủ không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 có 10 đủ nè. 1, 2, 3, 4, 5 50, chí Lộc 50. Ai nữa? Một, hai, ba, bốn, năm. Ai nữa? Ai nữa đây nữa? Ủa vậy là giọng mình chống tay rồi. Năm người. Năm. Đủ rồi chưa? Chưa. Ba. Ba còn tư nữa. Ba đủ rồi đó. Bên còn tư nữa. Sao chừng cái gì? Bên nhà mày đúng năm nhà đó. Bé Lộc à. Hai cái tờ trên sao là đúng năm nhà đó. Anh cảm với ai? Đổ hai chồng. Tính sao con tính đầu tiên mà. Đây cái này cậu ơi, đây kinh đó nè. Có dạ nè. Thám hai tờ. Nè, giờ ai cuối cùng thì chồng. Ủa, nhà quả. 15 chồng đứa người 1.000, thôi 1.000 nữa. Đổ, 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 đổ. Thôi vậy luôn đây. Lẹ quá kìa. Đổ, đổ, đổ. Đổ, đổ, đổ. Thứ hai nè, kinh bốn người luôn bộ. Con heo hả? Con heo ổn mỉnh hả? Giờ hát rồi. Phải cộng điểm cái bài mà minh họa nha. Vậy thấy là con heo ổn mỉnh kìa. Cộng có điểm bài. Giờ là chúng ta vừa xong phần thi, đó là phần thi lô tô lô chén. Rất là vui tươi và thể hiện được cái tinh thần yêu văn nghệ và ca hát của Phạm Gia chúng ta. Với hai đội, đại diện của đội màu màu xanh là chị Vân. Oh. Và đại diện của đội màu vàng là chị Châu. Chị Châu. Hãy cổ vũ cho trưởng đội chúng ta đi nào. Sở dĩ chúng tôi đã chọn hai trưởng đội này bởi vì hai trưởng đội này đã hàng năm đã được vào danh sách Guinness là phá đám. Âm thầm phá. Rồi, sau hai âm thầm phá nào, chào có tay. Và ở vòng thi này cả hai đội của chúng ta đều hề nhau. Điểm số mới nãy vẫn giữ nguyên. Còn vòng này là chúng ta sẽ không tính bởi vì đều nhau. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng hát bài Con Gà Trống. Gà gì? Gà mà cục tác là con gà gì? Gà con. Gà mà cục tác là con gà ác. Xuân đã đến rồi, rêu rạng ngàn hồn hoa xuống đời. Vui trong bình minh, muôn loài chim hót vang mọi nơi. Đem trong tiếng cười cho kia.
những người tình thương đông đuối. Ánh xuân đêm vui với đời kia trong vạt nắng, mây xuân tràn dâng không hoa nhẹ duyên, mùi cười thèm thùng cùng bao muôn sáng bướm say duyên lành thấm tô trời xanh. Đầy chim tung cánh hát vui đón mừng mùa nắng tươi lành. Ta nghe gió về lòng thiên tha như muôn tiếng đàn, xuân dâng niềm vui cho ngày xanh không quen lời than. Sầu thư xóa mờ tình yêu đời càng thêm chan chứa, khát khao xuân tươi thái hòa. Lấy lộc hơn của em nha. Nghe nghe đồn bán năm nay lời tới 7-8 triệu gì đó. Có cản bây giờ không? Rồi nhìn vô kính nè, nhìn vô kính nè. Có lệnh đi. Anh liền rồi sao luôn chị? Chưa nha, chụp xong thì vẫn duyên luôn. Trong nhà mình có cô này ha. Dạ sao? Cho tiếng bình thường, cho tiếng bình thường. Không vào quá, không lại đó. Cái lại không vô, cái lại nhảy vô. Dạ, đây nha. Cái bức thành đứng à. Không có gì hả? Ai gặp thì làm cái mai, cặp ba lì xì được rồi. Vậy hả? Trời ơi, thật là kìa. Bắt đầu nên quả tết á. bài làm mở bài 1 2 kêu nhà bạn kế bên kìa. Đây nè anh Thảo kìa. Ủa Thảo, Thảo chống mà đâu liên quan này đâu. Hôm nay một ba tết gì đó. Ba dựng căn ngôi nhà này mẫu rồi nhà mình về đây. Vô đi bộ lô tô đâu? Ăn vô làm vậy? Bỏ tay bộ lô tô một bàn nãy có em qua không? Rồi, con vô vô gạo đi. Chắc vợ có lái giao việc cho người này không đi sống. Rồi, có đâu? Có một bài nha. Một bài đâu? Rồi, vô sân, vô. Lấy liền. Tóc 1, 2, 3. Rồi, nó đi. Rồi, bảo nó nè. Hôm nay là mùng 3 tháng Giêng ha, 2017. Ngày Tết Đinh Dậu, ngày cũng vui vẻ trong đại gia đình của anh chị hai, anh chị ba, gia đình của các cháu cùng các cháu. Chúng mốt rồi cũng chia sẻ rồi nọ mừng các cháu tới mừng Tết ngày ba giờ không biết giờ là coi như đại diện thứ mốt giờ gia đình đó. Cảm ơn trước anh chị hai thì anh chị ba cùng cháu rồi nó được vui vẻ, chúc một năm mới mời làm ăn được nhiều thắng lợi. Còn học hành rồi mấy cháu rồi nọ thì học hành được được mọi sự học coi như là phải cho nó tròn vẹn rồi. Chứng cường hai đậu tốt đậu tốt nghiệp 12. Nhi cũng chuẩn bị vô sổ là năm nay là vô đại học rồi đó vậy. Con cháu ngày thì lớn lên, người lớn thì ngày thì phải già xuống thôi. Vậy giờ chúc nói gom lại là coi như tại gia đình vui vẻ.
Bây giờ mình liêu máy cho cô ba đi. Ủa sao không biết? Sao ba đi? Sao ba? Sao ba?
trong lòng mình chứa tràn. Tiếng pháo vui vang đôi đây ôi rộn ràng. Kìa mùa xuân đang đến trước thềm, gần xa nhịp nhà xuân đến, nghe bước chân tô đẹp thêm. Xuân ơi xuân, vẫn muôn đời yêu mến xuân. Nhấp chén vui ta chúc nhau ly rượu mừng. Ngày đầu năm hạnh phúc phát tài, người người gặp nhiều duyên may. Xuân thắm tươi xuân nồng say. Ai xuôi ngược trên khắp nẻo quê hương, nhớ quay về vui đón mùa xuân yêu thương. Lòng dạt dào hơn xuân nao nao, thật tuyệt vời mùa xuân thanh cao. Ta chúc nhau những gì đẹp nhất lòng nhau. Đôi uyên ương xanh vai nhịp nhàng thắm duyên. Dưới nắng xuân trong bốn hoa đang tỏ tình. Còn mùa xuân đem vui đất trời, còn nụ cười nở trên môi. Nhân thế ơi mong đợi xuân. Thấy trong lòng mình chứa tràn. Tiếng pháo vui vang đôi đây ôi rộn ràng. Kìa mùa xuân đang đến trước thềm, gần xa nhịp nhà xuân đến, nghe bước chân tô đẹp thêm. Xuân ơi xuân, vẫn muôn đời yêu mến xuân. Nhấp chén vui ta chúc nhau ly rượu mừng. Ngày đầu năm hạnh phúc phát tài, người người gặp nhiều duyên may. Xuân thắm tươi xuân nồng say. Ai xuôi ngược trên khắp nẻo quê hương, nhớ quay về vui đón mùa xuân yêu thương. Lòng dạt dào hơn xuân nao nao, thật tuyệt vời mùa xuân thanh cao. Ta chúc nhau những gì đẹp nhất lòng nhau. Đôi uyên ương xanh vai nhịp nhàng thắm duyên. Dưới nắng xuân trong bốn hoa đang tỏ tình. Còn mùa xuân đem vui đất trời, còn nụ cười nở trên môi. Nhân thế ơi mong đợi xuân. Cảm ơn con, để sức khỏe cậu. Chúc con mặc làm liên nhân. Không, 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 không. Hai mươi quang tí. Mẹ, 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 cho mẹ con đi chuyển phước tiền. Mấy cái đảo đường này, được rồi, chúc con. Cô dâu Kim Châu và chú rể Hoài Thương tay trong tay. Đúng đến thật là. Rồi bắt đầu tiên phố đi. Hôm nay là ngày mùng 3 Tết, Tết Đinh Dậu. Còn thể tất cả gia đình tham gia tập trung đến nhà của số 7 Hoài Thương. Hai vợ chồng số 7 rất xúc động. Thay lời cho gia đình, con trước tiên con xin gửi lời cảm ơn đến ba mẹ cùng tất cả các anh chị con cháu trong gia đình. Bên cạnh đó có hôm nay có cô ba, sự hiện diện của cô ba và hai em Thảo và Thủy đến chung vui với gia đình. Đấy vậy đó, không nói biết đó vậy. Bây giờ là năm mới, chúc sức khỏe an khang thịnh vượng và tràn đầy hạnh phúc. Wow. Khoan nha, giờ mời ba đi vô trước bên đó đi ha. Rồi, cái đội của họ xanh lá cây không? Rồi, xanh lá cây. Rồi, mời họ xanh lá cây ngồi con nữa dòng bên kia.
Ủa đâu? Sao lấy cây trước đi. Cả nhà để ý ha, đây là cái ca màu trắng không có nước, và đây là một cái ca cũng màu trắng luôn có nước, là cái quai màu xanh. Chúng ta để ý là một lá cây màu nó sẽ thể trao đổi nha. À, và mực nước nó đang ở đây, nó đang đây ha, chúng ta để ý nha. Mà hợp quá, lý do mà hôm nay ở Tuần Tra phải mặc áo màu xanh. Rồi quý vị thấy gì điều gì đặc biệt chưa? Đổi quai có nghĩa là hai cái ca này cùng diện tích, thể tích nước hết vậy thôi. chúng ta sẽ thi uống mía bằng hai cái ca này. Rồi cho hai ca đá đi, chứng tỏ là hai cái này là đồng thể tích nha. Rồi xin mời hai ca đá và trái bia này vô. Hai ca giống nhau thôi, phải tất giống nhau. Ba người cùng lúc nha, chừng nào kêu bia luôn, chỉ còn cục đá. Lắc cái cục đá, cầm cục đá ra là trong bia không còn cái gì cả trong ca. Cái tay phải cầm cục đá, tay trái cầm cục đá, tay còn lại là rút xuống vậy là hết bia. Là mới tính được. Lớn còn bọt sao? Bọt cả tết. Cầm nước thẳng luôn. Rồi. Nhưng mà nhai luôn cục đá thẳng luôn á. Nhai cục đá thẳng luôn nha. Rồi. Hôm nay là nếu thắng 15 điểm, thua 10 điểm. Bây giờ là vòng thi áp chót, là vòng thi đồng lòng tác biển đông cũng cạn cho hai đội. Mai vàng, mai vàng hay tính toàn đồng đội đi đâu? 1, 2, 3 yeah. Và đây là đội lục biết màu xanh, hãy thể hiện tinh thần đồng đội đi đâu? 1, 2, 3 yeah. Và đội nào sẽ thắng cái vòng này chúng ta sẽ cùng hòa hợp và chờ đợi. Nếu đội nào thắng thì đội đó sẽ được 15 điểm, và đội trước còn lại thua sẽ được 10 điểm. Và chúng ta sẽ đến cùng một, chúng ta sẽ bắt đầu nha. 1, 2, 3 bắt đầu. Rồi là chiếc Cường đã thắng với cái dòng rất là mạng mục ở nhà ông Năm. Ok, đó là trò chơi về nhìn hình đoán chữ. Chiếc Cường đã thắng rồi, bây giờ xin mời hai đội đại diện. Người đoán sẽ ở phía đây và người làm động tác sẽ ở phía kia. Này, chia lại, chia lại. Đúng hay là? Ừ.
chơi trò này nữa kìa. Mỗi câu hai là mỗi hình chúng ta sẽ được 2 điểm. Mỗi hình được 2 điểm. Mà Di Hai làm thư ký đi, ghi lại để lát bị lộn nữa. Không ăn đâu ra viết đâu. Biết không ăn đâu. Sao mà nó uống không uống? Bởi vì đó. Trời nãy gọi như nằm uống dữ lắm luôn á. Tại nhà hút cho hết luôn chứ hút kia kia rồi. Vậy là chị Lâm không uống rồi, chị Lâm cười không rồi. Ừ, sợ Lâm sạch chứ nghe bà tội sạch á. Cùng với mỗi hình thắng thì đội đó sẽ ghi về cho mình 2 điểm. Và vòng thi này có tên là nhìn hình đoán thành ngữ. Được chưa? Và tất cả những thành ngữ này đều có liên quan đến con gà. Được chưa? Những thành ngữ, những cụm từ có liên quan đến con gà. Rồi, xin mời hình số 1. Biết là đọc lên liền nha, chứ không có rèn réo gì cho nha. 1, 2, 3. Hình số 1. Dạ. Ê, xem qua đây coi. À, con gà giống gì không? Thấy bỏ kéo. Con gà hơn dính cái gì? Trên xe. Dì Hai nói trước bộ. Lên lên nào. Nghe dân á. Dì Hai nói trước cậu. Tôi biết. Đã chết chưa? Anh Thải nghe không anh Thải? Anh lớn lên nha. Mày lỗi mình. Rồi. Mẹ tao cũng là mẹ mày. Mẹ mày cũng là mẹ tao. Dạ con ba mẹ cho mày đó nhau. Rồi, hình kế tiếp. Tắt đi con. Gà, 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 rắn gà gì nè. Thôi nhỏ nhỏ nó lắm cái gà nhà. Chết. Hình kế tiếp rất dễ. Rất dễ nha, la lớn lên nha. Hình kế tiếp. Gà đẻ trứng vàng. Chính xác. Gà đẻ trứng vàng. Trời ơi, vàng thôi. Gà đẻ trứng vàng hả? Bữa nay thi gà đẻ trứng vàng hả? Trứng vàng làm gì vậy? Trong gà quá cút. Chính xác. Trong gà quá cút. Trời ơi, cậu tư kỳ trời. Đông kịp. Đông kịp, biết được là đông kịp. Đông, kế tiếp. Gì đó? Không có gà có vịt hả? Nó là chính xác mà được nha. Nó là chính xác. Ông ôm gà bà ôm vịt. Ông nói gà bà nói vịt. Chính xác. Cởi ra đây. Câu này không có liên quan tới con gà. Trời ơi, có nhiều lắm. Kế theo đi con, kế theo. Rồi. Hết, hết. Dạ thôi, được chị, được thầy. Mẹ chồng con vuông. Chính xác. Con nhiều quá. Mỗi nào hơn rồi? Mày. Ủa mày cũng chạy nè. Anh này chơi xong cho ngủ không nhà khỏi ăn. Có thấy đây là bông hoa. Đây là hình. Đây là hình cái trứng. Đây là hình cái trứng nè. Rồi đây là bông hoa. Đâu như trứng hơn chứ. Đây như trứng quá. Bị điểm, bị điểm. Đâu như trứng hơn chứ quá. Đâu như trứng hơn chứ hoa. La lớn đó nha. Rồi, hình kế tiếp. Nói mới được hả? Nói luôn la lớn lên. 1, 2, 3. Anh em được thể tay cho. Anh em được thể tay cho. Có 4 chữ. Cái gì? Anh em song sinh. Cái mày đó. Cái gì? Con mau phân ngóng. Sao giống em với lại vậy á? Sao giống anh nói thú vị vậy? Anh em nói khốn.
chính xác nhá. Ủa rồi sao trời? Rồi, từ thôi nha, rất là ngắn gọn. Bảy chưa có đem vô chưa bảy? Rồi, xin bắt đầu. Ca dao. Chính xác. Trời. Ca dao. Gì luôn hả? Hình kế tiếp. Bàn tranh. Tranh vẽ tay. Tai họa. Tranh vẽ tai họa. Tai họa. Chính xác. Ghi điểm chưa? Ghi điểm chưa? Tiếp nha, tiếp nha, tiếp nha. Chỉ điểm, chỉ điểm. Chính xác. Một, hai, ba, bắt đầu. À, bao hàm. Bao hàm. Bao hàm. Chính xác nha. Một, hai, ba. Nổi danh. Chính xác. Năm ngoái này thì có cái này giống như máy vậy. Có cái gì vậy? 1 2 3. Ôi xin lỗi lộn hình. Đây. Mỹ Tâm. Chết. Các bạn có chơi rồi. 1 2 3, kế tiếp. Xin lỗi. À keo sơn hả? Không, này là sơn nữ hay sơn tông? Sơn tông. Tên của một ca sĩ. Bằng băng quán. Keo. Băng keo. Đây là tiếng kèo. Đây là tiếng kèo mà anh đã giống bằng keo. Lại lên một sĩ mới. 1, 2, 3. Nam thổ. Nam đông ca cậu thổ. Đông ca cậu thổ. Nói đúng luôn đi. Không, năng lực hả? Không. Tất yếu. Chính xác. Tất yếu. Đây là nói tất yếu. Đúng rồi. 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 Nội thất. Cái ly chất nước. Rồi kia. 48 nước. 14 điểm. Không biết ai thắng. Ờ. Hồi nãy em ấn tượng nhất là cái Mỹ Tâm. Cái đó chơi đóng không giờ. Rồi mời đội trưởng hai đội lên đi. Câu hỏi vàng là đội giải nhất, đội mai vàng. Và câu hỏi đỏ dành cho đội giải nhì, đó là đội Lộc Biết. Lộc Biết như thế là mấy vàng. Chúc mừng hai đội, xin chúc mừng hai đội, vỗ tay cho hai đội. Mày có ý kiến, mày có ý kiến. Dạ, mày có ý kiến. Trong cái Tết mà về nguồn này thì cái chương trình của mình quá dài đi. Thành ra trong 3-4 ngày nay là cái kinh phí của mình sẽ nó rất nhiều. Theo ý kiến của ông ngoại tức là trong cái giải nhất giải nhì này đóng góp vào cái chi phí này trên bên vấn đề camera. Okay. Rồi, okay. Vui là mình đã ra quen hôn mà vui không nhưng mà đi chia ra đâu có bao nhiêu đâu rồi vậy thằng cháu luôn vậy luôn rồi vậy hỏi lo bây giờ bao nhiêu mở ra đi bao nhiêu còn lại là ông ngoại lo hết ông ngoại chịu không ngoại chịu không rồi ok xin mời mở mở đội này mở ra đi ừ cá sắt kìa nhiều quá sao đây nhiều vậy nhiều ai bằng nhau á sao không chờ bằng nhau được 1 triệu wow rồi đợi kia là
500 ngàn. Số còn lại là ông ngoại lớn. Trời ơi, ông ngoại bỏ vàng luôn. Gom cho ông ba, gom cho ông ba luôn. Sáu đưa cho ông ngoại luôn đi. Rồi, gửi rồi cho ông ngoại bỏ vàng luôn. Rồi, chủ nhà rồi. Và vừa chúng ta vừa trải qua tất cả là 10 vòng thi, 9 vòng thi của các game từ trí tuệ cho đến là sức khỏe, tới khả năng uống bia, cả vấn đề về cờ bạc, máu me, tất cả đều có hết. Để từ đó thể hiện là gì? Chơi hết mình và ăn Tết cũng hết mình, nhưng mà sau đó chúng ta sẽ cày cũng hết mình luôn. Để cho một năm sau, đó là năm 2018, chúng ta sẽ có nhiều niềm vui hơn nữa, hoành tráng hơn nữa, với rất nhiều những cái sự bất ngờ thú vị mà gia đình chúng ta sẽ có. Và trận đi vừa rồi đã thể hiện được đúng chủ đề của chương trình năm nay, đó là chủ đề Tết xuân đoàn tụ, xuân gắn kết, Tết về nguồn. 1, 2, 3 Xuân gắn kết.